kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay và sáng ngày mai, không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm và di chuyển nhanh ra phía đông. Trên vịnh Bắc Bộ thì gió có hướng đông nam với cường độ khá yếu, khoảng cấp 3, cấp 4. Ở vùng ven bờ trời còn nhiều mây âm u, có mưa nhỏ ở vài nơi. Tình trạng sương mù và sương mù nhẹ tập trung chủ yếu vào lúc sáng sớm, làm cho tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1 km. Sau đến ban ngày thì sương mù sẽ tan nhanh nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới hoạt động của tàu thuyền. Với các vùng biển từ Trung Bộ trở vào cho đến Nam Bộ, thời tiết khá tốt, trời phổ biến là ít mây không mưa, cường độ gió duy trì ở mức trung bình đến yếu, tình trạng biển khá êm và thuận lợi cho việc ra khơi đánh bắt của bà con ngư dân cũng như cho những chuyến tàu du lịch hoạt động. Ra xa hơn đến với khu vực Biển Đông, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết và chế độ sóng gió trên toàn khu vực nhìn chung không gây cản trở gì cho các hoạt động hàng hải. Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia thời tiết thì khoảng đêm ngày 20, sáng ngày 21 sẽ có một đợt không khí lạnh được tăng cường, nên từ đêm ngày 20, gió trên vùng biển của vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông sẽ chuyển sang hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước. Thưa quý vị, tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển nhanh ra phía đông, nên cường độ gió đông nam trên vùng biển này chỉ duy trì khoảng cấp 3, cấp 4, tình trạng biển tương đối yên ả. Tuy nhiên, ở vùng ven bờ trời còn nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi. Sáng sớm thì tình trạng sương mù và sương mù nhẹ vẫn xảy ra nên tàu thuyền cần lưu ý. Theo dự báo, từ chiều tối ngày mai, 20 tháng 3, thì một đợt không khí lạnh sẽ được tăng cường xuống phía nam, làm cho gió trên khu vực này đổi hướng sang hướng đông bắc và mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Tương tự như vậy, trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai thì đới gió đông nam hoạt động với cường độ khá yếu khoảng cấp 3, cấp 4, biển êm. Tuy nhiên, trời vẫn còn nhiều mây ở vùng ven bờ, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Lui xuống phía nam đến với vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn. Trong 24 giờ thì nơi đây duy trì trạng thái thời tiết mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng, gió đông nam chỉ hoạt động khoảng cấp 3, cấp 4 nên biển chỉ gợn những con sóng nhỏ hiền hòa. Nhìn chung thời tiết đang khá thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi khai thác và đánh bắt hải sản. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, trong đêm nay và ngày mai thì duy trì đới gió đông khoảng cấp 3, cấp 4, sóng biển cao dưới 1,25m, trời ít mây không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, tình trạng biển rất thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Đối với khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, gió thịnh hành theo hướng đông bắc với cường độ cấp 4, sóng biển cao dưới 1,5m. Trời cũng ít mây không mưa nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Thời tiết vẫn rất ủng hộ cho bà con ngư dân ra khơi cũng như các chuyến tàu du lịch ra thăm đảo. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Trong 24 giờ tới, tại đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa thông thoáng, gió thổi nhẹ, biển lặng và sóng êm. Tương tự như vậy, trên vùng biển Vịnh Thái Lan, trời cũng ít mây không mưa, gió nhẹ, biển lặng và sóng êm, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động hàng hải của bà con ngư dân. Trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai, vùng biển này duy trì đới gió đông nam với cường độ chỉ khoảng cấp 3, cấp 4, trời ít mây không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km nên tương đối thuận lợi cho các hoạt động hàng hải, cũng như các chuyến tàu đánh bắt cá ngoài khơi xa. Tuy nhiên, từ đêm ngày mai, 20 tháng 3, do có không khí lạnh được tăng cường xuống phía nam, nên gió trên khu vực biển này sẽ đổi sang hướng đông đến đông bắc với cường độ cũng mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, thời tiết đêm nay và ngày mai cũng không có thay đổi gì đáng kể. Trời ít mây không mưa, với gió đông nam khoảng cấp 4, sóng biển cao dưới 1,75m. Tình trạng biển vẫn ủng hộ cho các hoạt động đánh bắt ngoài khơi xa của bà con ngư dân. Tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây, trời cũng ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc thịnh hành với cường độ là cấp 4, cấp 5, sóng biển dao động trong khoảng từ 1 cho đến 2 mét, tầm nhìn xa trên 10 km, thời tiết nói chung vẫn rất thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển ngày 19 tháng 3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!